Như Quỳnh xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, năm 2020 là năm Canh Tý, trong đó tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 sẽ hợp với thần may mắn, thần của năm. Theo thuyền thuyết dân gian, thần là người chịu trách nhiệm về vận may của mọi người trong năm. Thiên nhiên và điều kiện tự nhiên của năm sẽ tạo ra may mắn cho bạn, đặc biệt là trong gió. Kết quả là bạn sẽ nhận được lợi nhuận kha khá từ hợp tác dự án cụ thể, lập kế hoạch tiếp thị, bảo tồn nước, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản và các dự án khác. Đồng thời thì bạn sẽ rất thích sự nổi tiếng và có thể kết bạn nhiều hơn để thể hiện tốt hơn tài năng của mình. Mệnh chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nạp âm ngũ hành là tang đố mộc. Người này phần lớn có nhiều cơ hội lựa chọn trong công việc, không sợ thị phi, không dựa vào được con cái, vợ chồng hòa thuận. Năm Canh Tý nạp âm ngũ hành là bình địa mộc, là tài tinh, sẽ rất khó để làm giàu, cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, không nên làm việc quá độ. Quý âm thủy gặp canh dương kim là chính ấn, bản thân gặp nhiều may mắn, thăng tiến, có tài lộc. Nhìn chung thì mọi may mắn các thần phù trợ đã dành tặng cho tuổi Quý Sửu, nên con giáp này làm đâu thắng đó, tiền bạc không cần phải nghĩ ngợi. Các thần thiên lộc, tuổi Quý Sửu trong năm 2020 nhận được nhiều tài lộc có các thần phù trợ. Bạn sẽ nhận được nhiều lộc trời cho, không phải là lộc trúng số, trúng thưởng mà là tài lộc từ việc kết nối với đối tác. Các phi vụ làm ăn của bạn khá thành công, hanh thông, thuận lợi. Ngoài ra thì năm nay còn có vận đào hoa, rất dễ ảnh hưởng đến tình cảm hôn nhân gia đình, cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, tránh cám dỗ. Để hóa giải, cần phải dùng đồng hồ chim công để hòa hợp vợ chồng. Trong trường hợp vợ hoặc chồng có dấu hiệu có người thứ ba, sử dụng ngay kiếm gỗ đào để chạm đào hoa. Về tổng quan vận hạn của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong năm Canh Tý 2020, nam mệnh 48 tuổi, năm nay thủy diệu chiếu mệnh, thích hợp đi công tác, làm ăn xa nhà, du lịch. Nữ mệnh 48 tuổi, năm nay gặp mộc đức chiếu mệnh, dễ có các vết thương ngoài da. Người trong gia đình thì bình an, vợ chồng hòa thuận. Tiến sang năm 2020, vận trình của tuổi Quý Sửu 1973 năm Canh Tý sẽ có khá nhiều thay đổi. Canh thổ tuế can, lộ xuất thương quan, thái tuế tí thủy, tọa tại thứ tài ca tinh. Thương quan sinh thứ tài mà thái tuế tí và con giáp sửu tạo thành cục diện nhị hợp nên sẽ có nhiều tin vui báo về. Tử vi của tuổi Quý Sửu 1973 cho thấy mệnh chủ nếu hợp tác làm việc thì hiệu quả công việc sẽ được tăng cao, các kế hoạch đề ra cũng chỉn chu hơn, nhất là với những ai làm kinh doanh buôn bán thì càng thấy rõ qua mức lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Thứ tài vượng có lợi cho các dự án thủy lợi hay ẩm thực, tài lộc, về nhà nhiều như nước, bạn mình kiếm được tiền bằng chính tài trí của mình. Hơn nữa, tài lộc toàn tự tìm đến với tuổi Quý Sửu 1973, chúc mệnh chủ chẳng cần phải tìm kiếm mất thời gian. Tài lộc bất ngờ, ngoại tài, các khoản đầu tư đều thu được nguồn lợi lớn, mệnh chủ dễ dàng có tiền trong tay. Tuế can lộ xuất thương quan, trong công việc thì cần phải lưu ý, kẻo vướng phải họa khẩu thiệt thị phi, hãy cẩn trọng với hành động và lời nói của mình. Tốt nhất là nói ít làm nhiều để hạn chế nói nhiều, nói sai mà bị hiểu lầm hoặc bị kẻ tiểu nhân xúc xiểm. Vậy nên hãy luôn mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế để nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, chọn đời luôn được bình an, may mắn. Trong năm Phạm Tam Tai 2020, mệnh chủ còn có thể đón nhận những tin chẳng mấy tốt lành, tuy nhiên chỉ ở mức độ nhẹ. Bản mệnh có thể làm việc do dự, thiếu quyết đoán, không đủ tự tin cũng dẫn đến thất bại khó tránh. Nên chủ động, tích cực trong việc thể hiện mình, nắm giữ thời cơ thì sẽ dễ dàng có được mục tiêu mình mong muốn. Trong năm thì chuyện học hành thi cử của những chú trâu vô cùng tốt, thành quả đạt được không ngoài kỳ vọng, không phụ thuộc công học hành vất vả suốt một thời gian dài của bản mệnh. Tuy nhiên thì trong năm thủy khí quá vượng do phải chịu ảnh hưởng của thái tuế tí thủy, mệnh chủ dễ cảm thấy áp lực nặng gánh khiến cho tinh thần căng thẳng, không được dễ chịu, thoải mái. Điều này không có lợi chút nào cho sức khỏe, mệnh chủ nên tìm cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống, làm việc chăm chỉ cũng cần phải nghỉ ngơi, giải trí phù hợp, tự tạo niềm vui và cảm hứng cho mình. Có thế mới tránh được những tác động xấu ảnh hưởng đến sức khỏe. Hàng ngày thì nên dành thời gian để tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức đề kháng, cũng đừng quên tâm sự chia sẻ với người thân và gia đình, vừa tăng tình đoàn kết mà còn vừa có thể điều tiết được cảm xúc của mình. Về phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Quý Sửu 1973, phương án thứ nhất đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng, công ty.
tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc thì Mậu hợp với Quý hóa hỏa thủy vào những tháng Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu, tức là các tháng 1, 2, 3, tháng 4 và tháng 4 nhuận, tháng 6, 7, 8, 9, 10, 11 âm lịch. Vậy nên nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là Quý, có thể tiến hành vào những tháng này. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc, Tỵ, Dậu, Sửu hóa kim vào các tháng Tỵ, Ngọ, Mùi, Tý, Sửu, tức là các tháng 4 và tháng 4 nhuận, tháng 5, tháng 10, 11 âm lịch. Nếu mệnh chủ tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này thì cần chú ý các tháng trên. Nếu có thể tiến hành thì sẽ rất hanh thông thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần chú ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là: nếu kết hợp với mệnh chủ tuổi Dậu, chọn ngày hoặc giờ tuổi Tỵ, và ngược lại, nếu mệnh chủ tiến hành hợp làm ăn với những mệnh chủ tuổi Tỵ thì sẽ chọn ngày giờ là Dậu. Tuổi Thiên Lộc. Tuổi Thiên Lộc thì mang lại lộc tài, may mắn về tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi Thiên Lộc của Quý Sửu sinh năm 73 là Tý, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Bính Tý 1996, Nhâm Tý 1972, Giáp Tý 1984, Canh Tý 1960 và Mậu Tý sinh năm 2008. Tuổi Quý Âm Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của Quý Sửu 1973 sẽ là Mão, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Ất Mão 1975, Tân Mão 1951 hoặc sinh năm 2011, Quý Mão 1963, Kỷ Mão 1999, Đinh Mão 1987. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh. Dương Quý Nhân của Quý Sửu 1973 là Tỵ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Quý Tỵ 1953, Kỷ Tỵ 1989, Ất Tỵ 1965, Tân Tỵ 2001, Đinh Tỵ 1977. Do Sửu Mùi là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh cần phải chú ý, hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Mùi. Nếu tiến hành thì cần phải có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra Tý Sửu thuộc bộ lục hợp nên việc chọn lựa tuổi thì những mệnh chủ tuổi Sửu trong trường hợp này rất cát lợi. Tuổi Thiên Mã. Tuổi Mã liên quan đến phần động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi nợ công, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Quý Sửu 1973 sẽ là Hợi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Đinh Hợi 2007, Tân Hợi 1971, Kỷ Hợi 1959, Ất Hợi 1995, Quý Hợi 1983. Vị trí cung tài lộc và cung quý nhân trong trạch đất: Tý tại phương vị Bắc 7,5 độ, Tỵ tại phương vị Đông Nam 157,5 độ, Mão tại phương vị Đông 97,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần chú ý luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp âm dương thiên địa nhân hợp nhất để bài trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng nhà mình. Phương án tiếp theo đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Sẽ đến Kim Lâu năm 2020 Canh Tý gia chủ 48 tuổi. Theo cách tính này thì trong năm này mệnh chủ sẽ phạm phải Kim Lâu. Năm 2020 Canh Tý gia chủ 1973 là 48 tuổi sẽ phạm phải Hoang Ốc. Còn sẽ đến Tam Tai thì năm mệnh tuổi Quý Sửu sinh năm 73 cần tránh các năm Tam Tai đó là Hợi, Tý, Sửu. Năm nay là năm Canh Tý, theo cách tính tam tai thì gia chủ sẽ phạm phải tuổi Đại Kỵ tam tai. Vậy nên, nếu có muốn xây dựng mới thì gia chủ tuổi Quý Sửu 1973 nam mệnh khẽ không thể đứng ra động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu muốn bổ sơn vượng hướng để tiến hành xây dựng mới, mệnh chủ cần tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Tiếp theo thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về các hung vận khí từng hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Quý Sửu 1973. Với nam mạng 1973 sẽ thuộc cung ly hỏa, xét theo cung mệnh thuộc đông tứ mệnh, vì vậy hợp với bốn hướng tốt của trạch đất đó là đông tứ trạch, là nam phục vị, đông nam thiên y, bắc diên niên, đông sinh khí. Ngoài ra cần phải tránh bốn hướng xấu của tây tứ trạch, đó là đông bắc họa hại, tây bắc tuyệt mệnh, tây nam lục sát, tây ngũ quỷ.
Còn đối với nữ mạng Quý Sửu sinh năm 1973 sẽ là cung Càn Kim, xét theo cung mệnh thuộc Tây tứ mệnh, vì vậy hợp với bốn hướng tốt đó là Tây Bắc phục vị, Đông Bắc thiên y, Tây Nam diên niên, Tây sinh khí. Ngoài ra cần phải tránh bốn hướng xấu đó là hướng Đông Nam họa hại, Nam tuyệt mệnh, Bắc lục sát, Đông ngũ quỷ. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà phạm vào họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tự quái là khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bệnh tật, gặp tai nạn bất ngờ dẫn tới tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa tự quái là ly. Chủ vì nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân đình. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim tượng quái là Đoài, phạm cung tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, tai nạn dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng, phạm vào lục sát, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy, tượng quái là Khảm, chủ về thị phi, tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà thì gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở hợp với hướng được sinh khí thì rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao Tham Lam thuộc mộc hướng Đông, tượng quái là Trấn, chủ về nhân ái tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách khứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty hay là nhờ hàng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà được hương thiên y thì thuộc sao Cự Môn thổ chủ quản tại hướng Đông Bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu ruộng vườn, xúc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 cần chú ý chọn cho mình các hướng nhà, hàng hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận lợi, viên mãn. Kết quả tài lộc cho năm 2020. Theo sơ đồ cửu tinh thì các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao Nhất Bạch, Bát Bạch và Cửu Tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần phải chú ý, do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên các vị trí này sẽ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ cần phải chú ý nhiều hơn, đó là két sắt. Đây là vật phẩm giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, trấn giữ tài lộc cho mình. Thường thì cần phải để vào các vị trí kín, ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt để lý tưởng nhất thì sẽ thường đặt là vào phương vị tài lộc của mệnh chủ. Còn về bàn thờ thần tài là vị thần cai quản tiền bạc, vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy, người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn, thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cần phải đầy đủ, trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trong video ở trên kênh nhé! Và thường thì việc đặt bàn thờ thần tài, các gia chủ cần cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình.
nhưng đây không phải là cách tốt và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí thì cần phải tuân theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung sát trong nhà. Tại phương vị quý nhân của mình, gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xa xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt thì chắc chắn phải hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn sẽ như bông hoa, sáng nở, tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc thì bạn có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian xanh như là cây kim ngân. Theo quan điểm của người Đông Phương, kim ngân là loài cây thu hút tiền tài bởi kim ngân có ý nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, người chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của cây kim ngân đó là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng cây, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây ngọc ngân trong phong thủy có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào, mang đến may mắn, tài lộc, thịnh vượng cho chủ nhân. Cây ngọc ngân thì có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng xen lẫn nhau hài hòa tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Ngọc ngân có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc, đem đến không gian trong lành tươi mát. Ngoài ra thì đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu ba vàng có ý nghĩa trong phong thủy, mang đến sự may mắn, sức khỏe và vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu vàng trắng đẹp mắt. Vì vậy, đây là loại cây phong thủy hợp với những tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Và cuối cùng, việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu sắc xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an, may mắn phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý vị đừng ngại bày tỏ cảm xúc thắc mắc của mình ở phần dưới ô bình luận để được sự hỗ trợ tư vấn từ thầy Gia Cát và đội ngũ trợ lý của thầy. Sự góp ý chân thành của quý anh chị sẽ giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi và ứng dụng phong thủy vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.